Xin chào quý anh chị và các bạn. Tiếp tục cái chuỗi series về linh phụ kiện cũng như là phụ tùng thay thế cho máy nén khí trục vít của Cobeco. Hôm nay tôi có làm cái nội dung video này để chia sẻ tới quý anh chị tất cả các cái dòng lọc gió anh chị nhé. Hôm nay nội dung này tôi chỉ làm riêng về lọc gió để chia sẻ cùng quý anh chị thôi. Tất cả những cái kiểu mẫu lọc gió mà bên Vân Long tôi hay cung cấp cho khách hàng dòng gì dành cho máy nén khí trục vít của hãng Cobeco tại thị trường Việt Nam. Trước màn hình của quý anh chị đây thì tôi có để rất là nhiều những cái mẫu khác nhau dành cho máy nén khí trục vít của Cobeco với công suất giải công suất khác nhau anh chị nhé, từ 10 ngựa cho đến thậm chí vài trăm ngựa. Ngoài ra thì ở dưới này tôi có vài các cái linh kiện khác cho một số cái hãng khác như là Hitachi hoặc là những cái dòng máy của Mỹ hoặc là châu Âu anh chị. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ tập trung vào chia sẻ tới quý anh chị tất cả những cái kiểu lọc gió anh chị nhé, dành cho máy nén khí trục vít của Cobeco. Thì trước màn hình của quý anh chị đây thì tôi có để thêm một vài cái mẫu như là lọc tách dầu. Lọc tách dầu thì tôi sẽ làm một cái video sau cho quý anh chị, lọc đường ống đấy. Nhưng mà trong cái nội dung này thì tôi chia sẻ với quý anh chị chủ yếu là các cái dòng lọc gió dành cho máy nén khí trục vít của Cobeco thế hệ mới nhất tại thời điểm này trên thị trường quý anh chị nhé. Thì quý anh chị cũng biết rồi, trên thị trường thì hiện tại có rất là nhiều những cái đơn vị cung cấp các cái dòng lọc gió cũng như là các linh phụ kiện cho máy nén khí trục vít của Cobeco. Vân Long tôi thì cũng không làm ngoài cái việc là chúng tôi cung cấp phụ tùng và các cái dịch vụ liên quan đến máy nén khí trục vít của Cobeco. Trước màn hình của quý anh chị đây thì tôi có để khoảng tầm 5-6 cái mẫu lọc gió cho những cái dòng máy nén khí trục vít của Cobeco mà đang rất là thịnh hành tại thị trường Việt Nam. Và tôi nghĩ là quý anh chị cũng nếu mà sử dụng máy nén khí thì cũng không có cách khác nào khác là cũng phải tìm đến một cái nhà cung cấp phụ tùng chất lượng và cũng như là những cái dịch vụ liên quan đến máy nén khí chất lượng. Hôm nay tôi làm video này để giới thiệu tới quý chị chủ yếu là lọc gió thôi. Thì quý chị nhìn thấy trước màn hình của tôi đây thì tôi có để khoảng tầm 4-5 cái mẫu. Trên tay tôi đây là một cái lọc gió dành cho máy nén khí trục vít của Cobeco 30 ngựa các chị nhé, 22 kW. Thì cái lọc gió này thì quý chị nhìn thế này, nếu mà cảm giác bình thường á thì quý chị là ra ngoài thị trường thì nó giống hệt nhau. Cơ mà nó khác nhau ở cái chất liệu giấy các chị nhé. Giá thành đắt hay rẻ là ở cái chất liệu giấy này, làm nên cái lọc gió này. Chứ còn cái khuôn mẫu ở ngoài thì quý anh chị nhìn nó sẽ giống hệt nhau. Và bây giờ thì tôi sẽ ra đây tôi chia sẻ cùng quý chị. Hitachi hoặc Eman hoặc Mitsubishi các chị thì cũng đều sử dụng những cái mẫu cái lọc gió như này. Hiện tại trên thị trường Việt Nam thì phần lớn là những cái dòng máy mà có xuất xứ từ Nhật Bản. Ví dụ như Hitachi hoặc Eman, Mitsubishi, Iwata thì cũng đều dùng chung cái mẫu lọc gió như của Cobeco này các chị. Đấy, trên tay tôi đây là một cái lọc gió dành cho cái con máy nén khí trục vít khoảng tầm 20 ngựa của Cobeco. Ngoài ra thì đây thì quý chị thấy tôi lấy mẫu thêm một cái nữa. Đây là một cái lọc gió dành cho cái con máy nén khí trục vít của Cobeco 30 ngựa. Thì với các cái công suất khác nhau thì cái kích cước của cái lọc gió nó cũng khác nhau quý chị nhé. Cái kích thước của lọc gió này thì nó tỷ lệ thuận với công suất của máy nén khí, bởi vì nó còn phụ thuộc vào lưu lượng. Và cái chất liệu giấy này nó rất là quan trọng các chị. Cái chất liệu giấy mà nó tốt ấy, thì khả năng nó lấy khí vào để cho máy nén khí đạt được hiệu suất cao nhất. Còn nếu mà quý anh chị nhìn thế này thôi, chứ còn cái chất liệu giấy nó tệ ấy, thì cái khả năng làm việc của máy nén khí nó giảm đi rất nhiều. Và đặc biệt là nếu mà nó bị lọt bụi bẩn đi qua lọc gió để vào tới cái hệ thống dầu bôi trơn của máy nén khí trục vít thì nó ảnh hưởng đến cái phần cơ khí của cái cụm nén trục vít rất là nhiều. Và chính vì vậy mà khi mà quý anh chị đi lựa chọn mua phụ tùng máy nén khí, đặc biệt là những cái dòng lọc gió, thì quý anh chị theo tôi thì quý anh chị lên tìm được những cái đơn vị mà cung cấp là người ta là chất lượng và uy tín các chị nhé. Giá thành thì nó có thể đắt hơn một chút xíu, nhưng mà tôi nghĩ là quan trọng nhất vẫn là cái chất lượng anh chị, bởi vì cái máy nén khí trục vít nó cũng tương đối giá trị. Cái lọc gió thì nó chỉ làm một cái phần rất là nhỏ trong cái giá trị của máy nén khí thôi. Và bây giờ thì tôi sẽ ra phía đằng sau màn hình tôi cận cảnh của quý anh chị. Nếu quý anh chị đang theo dõi cái video này của tôi thì quý anh chị hãy nhớ là đăng ký kênh của tôi để mỗi lần mà tôi xuất bản những cái video mới về máy nén khí hoặc là chia sẻ những cái kinh nghiệm về máy nén khí trục vít thì quý anh chị sẽ là người đầu tiên sẽ nhận được rất là nhiều những cái video hữu ích từ Vân Long thôi nhé. Ngoài cái việc cung cấp máy nén khí phụ tùng lọc gió máy nén khí thì chúng tôi còn có cung cấp những cái lọc gió cho những các dòng máy nén khí của châu Âu hoặc là Trung Quốc anh chị nhé. Đấy, nếu quý anh chị mà đang quan tâm đến tìm mua các cái thiết bị lọc, đặc biệt là lọc gió cho máy nén khí trục vít Cobeco của anh chị, thì quý anh chị hãy liên hệ với Vân Long tôi sẽ để cái số điện thoại của tôi ở trên màn hình để quý anh chị tiện liên hệ. Và tất cả những cái dòng lọc gió này thì chúng tôi cam kết với quý anh chị là chất lượng
bằng đến 90% chính hãng các chị ạ. Đấy, bởi vì tất cả các hãng bây giờ thì không có hãng nào người ta tự sản xuất lọc gió, lọc dầu, tách dầu cả. Người ta cũng đặt những đơn vị OEM để người ta làm thôi. Nên là chất lượng của những cái đơn vị mà chúng tôi lựa chọn để phân phối tại thị trường Việt Nam thì quý anh chị hoàn toàn yên tâm nhé quý anh chị nhé. Và nếu quý anh chị đang theo dõi cái video này của tôi thì quý anh chị hãy nhớ là đăng ký kênh của tôi để mỗi lần mà tôi xuất bản những cái video mới về máy nén khí cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm về máy nén khí thì quý anh chị sẽ là người đầu tiên sẽ nhận được những cái video rất là hữu ích từ kênh máy nén khí Vân Long của tôi. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều. Quý anh chị đã dành thời gian theo dõi cái video này của tôi. Và nếu quý anh chị cảm thấy hữu ích thì quý anh chị hãy nhớ là đăng ký kênh nhé. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những cái chuỗi series về máy nén khí tiếp theo của tôi trên kênh máy nén khí Vân Long. Thank you.